Bến sĩ bác sĩ thẩm mỹ Tống Hải, chủ nhiệm khoa vi phẫu và tái tạo, trung tâm phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và tái tạo, bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân đến khám trong tình trạng tóc rộng một mảng da vùng mông, sưng đỏ, đau đớn không thể ngồi. Cô gái cho biết, do cảm thấy mông lép, mặc quần xấu nên đã tìm hiểu và đến một cơ sở đặt túi độn mông. Phương pháp này được thực hiện bằng kỹ thuật nội soi, đưa túi vào hai bên mông qua khe mổ, sau đó căn chỉnh, tạo hình vòng ba cân đối, mục đích là tăng kích thước, khắc phục nhược điểm mông nhỏ lép. Vài tháng sau khi đặt túi đoạn mông, vết mổ của bệnh nhân không liền ngay mà ngày càng tóc rộng, sưng viêm, chảy máu, gây biến dạng. Bác sĩ nhận định bệnh nhân bị biến chứng chậm liền vết mổ lâu ngày, phải theo dõi xử trí trong thời gian dài. Hướng điều trị là ghép da, sau đó chỉnh sẹo, cắt đổ sẹo lõm, truyền vạt hai bên khâu lại. Các bác sĩ cho biết nâng mông bằng túi độn là phương pháp giúp cải thiện kích thước, hình dạng vòng 3 bên cạnh cái mỡ tự thân và tiêm filler. Tuy nhiên, hầu hết phương pháp đều có biến chứng nếu thực hiện sai cách đơn cử nâng mông bằng túi độn đường mổ nằm ở phía sau vùng xương cùng cụt nên sau khi phẫu thuật vết bổ chậm liền nhiều trường hợp kéo dài tới vài tháng gây biến chứng đau đớn ảnh hưởng tới sinh hoạt bệnh nhân có thể phải thả túi độn mông hoặc phẫu thuật chuyển vạt hoặc ép da để che phủ một số biến chứng khác có thể bao gồm lệch lộn túi đặt không đúng vị trí gây tích tụ máu một số trường hợp đặt túi quá thấp trên ép vào dây thần kinh hông làm tê bì đau nhức chân Nhiễm trùng là biến chứng phổ biến thường gặp sau khi phẫu thuật nâng cấp vòng 3 bằng túi độn do đặc thù vị trí vết mổ và đặc tính của vùng da này. Để đưa được túi độn vào mông, bác sĩ sẽ tạo vết mổ nằm ở gần trực tràng và chỉ cách hậu môn khoảng 3 đến 4 cm. Chính vì thế, nguy cơ vi khuẩn lây lan từ hậu môn là rất cao. Thêm vào đó, khu vực này có lượng vi khuẩn trên da thường cao hơn nhiều so với các khu vực khác trong cơ thể. Chính vì thế, sau khi phẫu thuật, rất dễ để lại những biến chứng. Ngoài ra, việc nhiễm trùng sau khi nâng bong bằng túi độn còn do một số nguyên nhân khác như do quá trình phẫu thuật bác sĩ không áp dụng vô trùng vô khuẩn tốt hoặc việc bóc tách quá lâu dài hoặc quá sâu dẫn tới chảy máu nhiều khi tụ máu tụ dịch nhiều thì nguy cơ cao vùng phẫu thuật sẽ bị nhiễm trùng do chăm sóc không đúng cách vệ sinh không cẩn thận nếu bạn thường xuyên chạm vào vết mổ hoặc sau khi đại tiểu tiện không vệ sinh đúng cách có thể khiến vi khuẩn lây lan đến vùng phẫu thuật do lượng vi khuẩn vi trùng có sẵn trong cơ thể để tạo được không gian khoang chứa túi độn bác sĩ cần can thiệp bóc tách chính vì thế sẽ có nguy cơ tụ dịch Thông thường, để giảm thiểu tình trạng tụ dịch, bác sĩ thường sẽ đặt ống dẫn lưu và yêu cầu ban mặc quần định hình thường xuyên. Tuy nhiên, khi không có ống dẫn lưu, thì nguy cơ tụ dịch vẫn dễ xảy ra. Bác sĩ khuyến cáo, can nâng bong bóng túi độn là trường hợp đại phẫu, quy trình phức tạp, đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao, công nghệ hỗ trợ. Phương pháp này cần được thực hiện tại bệnh viện thẩm mỹ đã được Bộ Y tế cấp phép.